Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa các bạn đến thăm một trong những địa điểm tâm linh của thành phố Hải Phòng. Đó chính là cây đa 13 gốc. Trên hình các bạn nhìn thấy chính là cây đa 13 gốc. Cây này đã được trở thành cây di sản Việt Nam. Vậy thì tại sao mà cây đa 13 gốc này đã trở thành một điểm tâm linh, linh thiêng của thành phố Hải Phòng? Và bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá những điều bí ẩn của cây đa 13 gốc này nhé. Cây đa 13 gốc này có niên đại 307 năm tuổi rồi, có địa chỉ tại xóm Trại, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Cây có 13 gốc lớn nên gọi là cây đa 13 gốc. 13 gốc rất lớn, thẳng, một gốc chính và 12 gốc phụ. Và thực ra 12 gốc phụ này là 12 rễ phụ lớn. Gốc chính rất lớn, chu vi khoảng 8,2 mét, cỡ khoảng 4 đến 5 người ôm. 12 gốc còn lại bao quanh gốc chính. Cây cao khoảng 12 mét. Cây có hàng chục cành lớn, tạo ra tán lá rộng. Đường kính của tán khoảng 40 mét. Năm 2014, cây được công nhận là cây di sản Việt Nam. Cây đa là cây mang màu sắc huyền bí nhất trong các loại thực vật. Ví dụ như câu chuyện trong Thạch Xanh có cây đa, hay ông Bụt từ gốc cây đa đi ra, hay cây đa với chú Cuội và chị Hằng trên cung trăng. Và khi nói về cây đa 13 gốc ở Hải Phòng, tương truyền rằng trong trận đánh quân Nam Hán xâm lược, hai bà Trưng đi qua đây, hai bà đã dừng chân ở đây nghỉ. Voi đã dùng vòi bẻ ngọn đa để ăn, từ đó cây chỉ phát triển chiều ngang mà không phát triển chiều cao. Cũng có một truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một vị tướng quân đánh giặc đi qua, ông đã dừng chân tại đây. Ông buộc ngựa vào cây, khiến ngọn cây bị gãy. Từ đó, cây không phát triển chiều cao được mà chỉ phát triển chiều ngang. Có rất nhiều câu chuyện truyền miệng như cây đa xòe rộng ra để che chở cho các vong linh không nơi nương tựa. Đây cũng chính là nơi bà chúa Năm Phương rất linh thiêng về ngự. Chúa bà vốn là một bà tiên nữ trên thiên đình được lệnh giáng trần bảo vệ non nước. Đây chính là chốn linh thiêng và có nhiều điều linh ứng. Trải qua hơn 300 năm với bao mưa gió bão bùng, nhưng cây đa vẫn luôn xanh tốt. Cây không bị gãy, gục. Cảnh quan ở nơi đây yên tĩnh, thanh bình. Những người làm ăn buôn bán thường đến vào mùng 1 ngày rằm để thắp hương, xin tài lộc, cầu bình an. Vậy những ai chưa đến nơi này hãy một lần dừng chân tại cây đa 13 gốc để thưởng thức cái cảnh đẹp và cây đa huyền diệu như thế nào.